Dạ con chào thầy ạ. Dạ thầy cho con hỏi là lúc nãy con có đọc được cái văn bản mà bút tích của thầy đó. Dạ. Thì có ghi là nội dung chính là thầy có ghi là thầy sẽ tạm thời ngưng bộ hành khất thực từ ngày mai. Dạ. Từ ngày mai thầy sẽ tạm ngưng bộ hành khất thực. Vâng. Và thầy cho biết là chỉ khi nào mà mọi người không tụ tập đông người. Vâng. Và an ninh đảm bảo thì thầy mới đi lại. Yeah. Thì thầy có thể chia sẻ về việc này cho con cũng như mọi người biết được không ạ? Dạ, cái đấy là chính xác đấy. Tại vì cái đúng là vì thực hiện bộ hành lý khất thực, cái khi khất thực đó là thông tin, không có xô đẩy chen lấn với lại trên đường đó là nó cũng đúng với quy định pháp luật là nơi trên đường là không phải dành cho để tụ họp, tụ tập, chào đón hay là làm những cái là biểu tình, vì trên đường là để dành cho giao thông, đi lại, cuộc sống làm việc để cho cái địa bàn mọi người còn tụ họp hay là cái gì thì ở những cái hội trường, cái quảng trường hay là những cái thú xứ hay là những cái chỗ quy định đó phù hợp thì mới tụ tập để với lại những cái chỗ mà họ những ai đó đủ điều kiện họ giảng pháp hay là họ một cái gì đó thì dành cho họ. Nhưng mà đối với người tập học như con mà để cho mọi người đứng hai bên đường chào đón với lại la ó kêu réo với lại nháo nhào với chạy đưa trên nước rồi lung tung và lên làm cho lộn xộn như thế đó thì hình ảnh nó không được đẹp, nó cũng không có đúng cái chánh pháp mà làm cho người khác để lợi dụng với lại đảng với nhà nước cũng lo lắng với mất an toàn trật tự cháy nổ chẳng hạn. Yeah. Khi nào mà đảm bảo đi đồng ý là mình thì không cấm ai đi trên đường như thế nào, nhưng mà khi mình đi á, là nó đảm bảo cái an toàn giao thông nhất định. Yeah. Không phải là không phải không có ai, nhưng mà nó ở trong cái điều kiện cho phép thì mình lại thực hành bình thường, có ai nói gì mình đâu. Nhưng như 6 năm trước qua giờ đông cái là giờ tự nhiên họ đi theo mình mới thành ra như thế này thì mình nên biết cái cách thông báo cho mọi người. Tại vì con mình nhận thấy rằng là thấy họ tới chào đón hoan hô tung hô mình như thế mình cũng không có cần thiết, mình cũng không có mong cái điều đó. Cái đấy là mình cái ác pháp, cái tham mình cũng không đừng thấy như thế mà tưởng là họ tung hô chào đón mình là tốt, nhưng là mình thấy bình thường. Nên là khuyên mọi người là học Phật pháp thì ở nhà nghe kinh sách trên mạng, với lại đến các chùa các nơi tự mình học tập, đến những nơi thanh tịnh mình trì giới hữu duyên với con chỗ nào hay là với sư nào thì mình học tập mình chia sẻ thấy nó đúng chỗ đúng về trên đường không chỗ như thế thì con được những cái chỗ hợp lý thì mọi người ai cũng được học tập, ai cũng đảm bảo cái quyền lợi đúng tốt đẹp chứ không phải lộn xộn ở những cái chỗ đó thì con dạ. Dạ con cảm ơn thầy đã chia sẻ. Dạ. Dạ.